ai cũng biết là rượu bia, thuốc lá có hại cho sức khỏe. Thế nhưng đối với các vận động viên nói chung và với các cầu thủ bóng đá nói riêng, những thứ này thậm chí còn có thể hủy hoại cả một quá trình tập luyện gian khổ. Rượu, bia, hạn chế, hết sức. Nhiều rất nhiều người hỏi thế sau trận thi đấu có đạt giải có uống được không? Mình bảo là nếu mà hết thi đấu rồi thì các ông uống một hai vại cũng được. Thế nhưng mà nếu mà ông mai ngày kia ông lại phải thi đấu tiếp thì thôi thôi, tạm dừng. Bởi uống rượu bia vào nó làm cho cái phục hồi của cơ thể nó rất là chậm nhá. Người ta nói gần như là nó thay thế mất cái vị trí của cái chất dinh dưỡng cần thiết. Đấy. Thuốc lá nhá, cũng không nhá. Còn cà phê thì được, cà phê được nhưng mà cũng phải tùy lúc nhá. Người ta cho phép dùng cà phê uống cái liều vừa phải để cho nó đủ hưng phấn, kích thích tim mạch. Lâu nay, thuốc lá được cho là kẻ thù đối với các cầu thủ bóng đá nói riêng và với vận động viên nói chung. Trên thực tế, đã có những vận động viên không thể thoát khỏi cám dỗ của những điếu thuốc và khiến sự nghiệp của mình đi vào ngõ cụt. Tại Việt Nam, việc cầu thủ hút thuốc cũng chẳng phải là chuyện hiếm gặp trong quá khứ và rất nhiều người trong số đó chẳng thể vươn đến đỉnh cao hoặc đã đánh mất chính mình. Và thần đồng một thời trong nền bóng đá Việt Nam, Văn Quyến là một ví dụ điển hình. Vào năm 2014, thời điểm thi đấu cho Ninh Bình, cựu tiền đạo Văn Quyến đã từng bị cổ động viên tố hút thuốc trong giờ nghỉ trận giao hữu với Hải Phòng. Đó cũng chẳng phải là lần đầu tiên cầu thủ này bị cổ động viên bắt gặp đang hút thuốc. Tất nhiên, chẳng thể nói việc Quyến béo không thể trở lại đỉnh cao hoàn toàn là do thuốc lá. Thế nhưng chắc chắn rằng thuốc lá cũng góp một phần không nhỏ khiến sự nghiệp cầu thủ của anh kết thúc một cách đáng tiếc. Theo các chuyên gia, một trong những tác động chính của hút thuốc lá đối với vận động viên thể thao nói chung và các cầu thủ nói riêng là suy giảm chức năng phổi. Khi hút thuốc lá, các cầu thủ nhanh chóng mệt mỏi hơn, sức chịu đựng và sức bền kém hơn do không đủ oxy trong quá trình hô hấp. Mặt khác, những người hút thuốc có xu hướng khó thở thường xuyên hơn so với những người không hút thuốc. Bởi lẽ, nicotine cùng các chất độc hại khác trong khói thuốc sẽ làm cho tim đập nhanh hơn, các cơ bắp cũng cần lượng oxy lớn hơn bình thường, khiến phổi phải hoạt động nhiều hơn. Thậm chí, việc hút thuốc lá thường xuyên có thể khiến tim của cầu thủ trở nên yếu hơn theo thời gian bởi không được cung cấp oxy đầy đủ và có thể gây đột tử ngay trên sân. Đặc biệt, hút thuốc lá trong thời tiết se lạnh sau khi vận động với cường độ cao có thể khiến động mạch vành co lại. Đây cũng là nguyên nhân có thể dẫn đến đau tim. Ngoài ra, thuốc lá còn bào mòn thể lực và sức chịu đựng của các cầu thủ. Với việc chạy khoảng 50 km trong một tuần có thể khiến cơ thể phải chịu đựng một số tổn thương nhất định. Thuốc lá sẽ làm hạn chế khả năng tự phục hồi. Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua, những chấn thương lớn sẽ đến và khiến quá trình thi đấu của cầu thủ bị gián đoạn. Ở đội tuyển Việt Nam và U23 hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cấm tuyệt đối việc các cầu thủ hút thuốc và sử dụng chất kích thích. Ông Park từng chia sẻ, các cầu thủ của tôi tuyệt đối không được hút thuốc và chỉ được phép uống rất ít rượu trong những dịp ăn mừng chiến thắng. Đây có lẽ là một phần lý do giúp cho các học trò của huấn luyện viên Park luôn có được thể lực sung mãn khi ra sân, đóng góp một phần rất quan trọng để họ có được những thành công lớn trong thời gian qua. Những gương mặt tiêu biểu nhất nói không với thuốc lá và chất kích thích để có thể duy trì phong độ đỉnh cao có thể nhắc đến như Duy Mạnh, Hùng Dũng hay Quang Hải. Sở dĩ huấn luyện viên Park đặc biệt nghiêm cấm việc sử dụng rượu bia trước và trong giai đoạn luyện tập chuẩn bị thi đấu là bởi chúng làm thay thế vị trí của các chất dinh dưỡng cần thiết, giúp cho sự phục hồi của cơ thể rất chậm. Rượu bia khiến chu kỳ, trình tự của giấc ngủ thay đổi. Hệ quả là lượng lưu trữ glycogen trong cơ thể giảm. Lượng glycogen là nguồn năng lượng dự trữ rất quan trọng cho sức bền và sức chịu đựng của các vận động viên. Trái lại, cortisol lại tăng lên khi uống rượu, khiến quy trình phục hồi thể lực và chấn thương của vận động viên giảm. Rượu bia còn gây nên một số tác hại khác như sản sinh ra các loại độc tố từ gan, làm ảnh hưởng đến một loại hormone thiết yếu cho quá trình phát triển và phục hồi cơ bắp sau mỗi trận đấu hay buổi tập luyện. Rượu cũng là một loại chất lợi tiểu cực mạnh, kích thích quá trình sản xuất ra nước tiểu, khiến cơ thể bị mất nước, dễ dẫn đến đau bụng, chấn thương và giảm thèm ăn. Trong khi các vận động viên phải ăn một lượng lớn thức ăn phù hợp để bù năng lượng đã mất sau khi thi đấu và tập luyện, thì rượu làm tăng khả năng chấn thương cơ xương khi vận động mạnh. Có rất nhiều tấm gương các vận động viên lạm dụng rượu bia và đã phải trả giá bằng sự nghiệp, sức khỏe và tính mạng của mình. Mặt khác, với những thức uống như cà phê có thể được cho phép nhưng phải tùy lúc và chỉ uống với lượng vừa phải, vừa đủ để hưng phấn thần kinh và kích thích tim mạch. Bên cạnh đó, vận động viên cần hạn chế các món quay, rán, nướng, điển hình như thịt lợn quay, thịt nướng vì những thức ăn này nhiều mỡ, khó tiêu, gây đầy bụng. Ngoài ra, trong quá trình chế biến, có thể sinh ra các chất độc hại không tốt cho sức khỏe.
đó là lòng, mề, chân giò, nội tạng động vật. Cũng không nên ăn vì khó hấp thu và giá trị dinh dưỡng kém. Về các món ăn thì thường chúng tôi hay khuyên là này này, các món quay rán, nướng là những cái món mà nó gây khó tiêu, nhiều mỡ đấy. Khó tiêu đầy bụng và có thể nó sinh ra những chất độc. Thì cái hạn chế, ví dụ thịt lợn quay xong rồi thịt nướng hay mấy cái thứ đấy rất là khó tiêu, ăn vào nó cứ đầy bụng anh ách. Có thể có những cái chất trong cái giai đoạn chế biến nó sinh ra những chất độc hại không tốt. Tiếp nữa là một số cái món mà ta coi như đặc sản nhưng thực ra không tốt tí nào. Ví dụ như lòng, mề, chân giò, hấp thu nó rất là kém, giá trị dinh dưỡng nó kém lắm. Nhìn chung, với các cầu thủ và vận động viên nói chung, thuốc lá, rượu bia là một kẻ thù đối với sự nghiệp của họ. Nếu muốn vươn đến đỉnh cao, đặc biệt là trong màu áo của đội tuyển quốc gia, tất cả đều phải nói không với thuốc lá và các chất gây nghiện khác.